Mà cuộc đời đó thôi, đánh đánh đổi chứ cô. Thôi cô tưởng đâu là à, đời không đánh đổi hả cô? Cái gì đấy cô Cúc? Mà nó muốn bỏ, muốn được cái gì phải đánh đổi cái gì đúng không? Thế cô tưởng đâu tự nhiên là tôi được. Thế anh không biết, tôi không biết. Một tôi lái xe không biết mà tự nhiên cô tưởng là cuộc đời tự nhiên nó muốn cho phép mình được gì được hả? Muốn cái gì thì phải đổi cái gì với đổi biết bao nhiêu cái tiếng tam hồn chữ không biết phải khóc bao nhiêu nữa đi. Còn nhiều đó đúng không? Chưa có nữa, giờ thấy chưa? Kéo chạy chưa, cần cái chỗ đó. Vậy nên mình lo cái tổng nó là thôi trước rồi. Miếng nữa không nữa. Rồi. Hai giờ rưỡi là tối đúng không? Không,
lăn đi là đi về. Đi về tức là 3 giờ nó đi giúp con nó, cái xong cái nhà. Đó bỏ lượng cái thử coi, cái này là đeo đi lên trường quốc tế nha. Cái này, nó ăn ra một cái con cái gì đó. Lên chơi là hết con thì trọn nha. Mày không tính tham gia. Được rồi. Cái muốn nước hay thì họ đeo thêm đó. Cái này nó là như vậy á, là 3 giờ nước nó về. Cái con còn... Làm tới đâu bóng tới đó tôi nó cũng đắp luôn nữa rồi. Không có rồi. Cô, dạ. Tôi nghe cô nghe là cô đứng đi cô lặng này cho tôi đứng đây cái đó từ từ đi. Đó là đang đó bỏ cho tới đâu làm tới đó luôn. Nhiều ít thành thì bỏ rồi cái. Đầy hộp đây luôn. Ừ. Đầy nhưng mà không nhét đúng không? Không. Cái này mình làm mình. Rồi. Mình bán nữa mà. Bây giờ gửi tôi tặng cái chùa. Nó muốn làm người ta làm. Bớt cái hỏi đó là được thôi. Không để mất được. Có thêm chút không? Vậy nó lắm đúng không? Rồi nó thêm chút nữa không? Nhiệt kỳ. Ok. Đó. Nó có khoan thử ra trước cái làm thử cái vừa không? Nghe là đi chào hàng quốc tế đó nha. Ngon không? Số 1, số 2. Số 1, cái này nó cũng đóng bán được. Vừa nó đầy quá rồi nhé. Đầy quá rồi. Nó xẹp quá. Đây bì nãy tôi truyền nghề rồi đó nghe, từ đây sau là tôi không có làm nữa đó, còn mấy thầy làm đó. Bán người ta ơi, các chùa bán giờ đang tiếng tùm lum kìa, ai ăn chay là mừng rồi. Đó là bán mình lấy tiền nhà
mình nghèo, mình sống chân thật, không có vũ khí thiên hạ. Ai mà biến thuộc của tôi á, mà có duyên học Phật là người sống phơi phơi à, sống không có giàu có mà không có khổ đau, mới là quyến thuộc của thầy tài. Quyến thuộc thầy tài mà tiền vô như nước mà nằm đêm cứ sợ chúng sanh lại nó trả thù, sợ nó cắt cổ, sợ đi tù đồ kia là không có quyến thuộc thầy tài. Thầy tài là thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Các bạn thấy hợp chưa? Đủ 20 hợp chưa ta? Cúng chùa 20 hộp, mở món 20 hộp. Chùa 20 mà hả? Cái đó đủ mà hả? Đúng rồi. Còn nhiêu là để mình ngồi. Ông thầy đẹp trai thì ông tới ngày ông lâu ngồi ông cho ông vô lửa, cho ông nóng, cho ông biết. Nó là làm vệ sinh sạch sẽ đó nghe quý vị. Giờ làm móng thái, có bánh tét nữa. Nên mùa này là nghỉ học cho tới qua lễ mới học lại. Qua lễ mới học lại mọi người ơi. Qua lễ tôi cũng giảng lại nữa. Giảng lại cái khóa lục cho nó hết rồi ói gì đó. Học một bộ đồ. Rồi tôi về tợ nước từ sáng giờ chưa uống đó nè. Hôm nay uống bình như này là nó đường nó xuống đó cô hôm nay á. Cậu kia vô, rồi bước kia bước qua. Bước kia qua thì tiếp tục. Rồi cái đồ của ông Kiệt đang chiên nữa thảy vô. Tính nhiều vô. Bây giờ là gần đủ đồ mình cúng chưa? Đủ 20 hộp đồ mình cúng chưa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Đủ 20 hộp như là mình làm bỏ vô ngăn đông luôn. Cái của thầy Kiệt làm trước đi, nó đang nóng nè. Đổ vô. Xong được xong món bì đi, bắt đầu mình làm tới món gói bánh. Rồi mai chắc mai mới làm chứ làm để đắp chứ có ngay cô. Dạ. Bên đây nè, bên đây nè. Đó.
Thôi cũng chạy. Trời ơi, con mắt của tôi là nó đuôi thiệt, nhưng tôi thấy là nó ê hoa nè. Vậy coi như thầy giờ là thật sự tôi đã thành thật nha. Tôi nói một điều là bây giờ mấy thầy vĩnh viễn suốt cuộc đời này mà nếu mà đi theo con đường của tôi là không có đói rồi đó. Không nói là đường tôi không nói nha, đường đi làm ăn thôi. Giờ thầy tính đó thì giờ bao nhiêu món bánh trái ha. Rồi tôi bao nhiêu món đồ ăn nữa ha. Rồi mấy ông sẵn có vốn tư lương biết làm bánh trái nữa ha. Là coi chúng ông không cần, không sợ đói. Thấy chưa? Cho nên mình nó thật sự ra thà vậy mà mình hạnh phúc hơn thọ của bá ngồi đó mà trông chờ thọ của bá tánh. Bây giờ mấy thầy giờ tôi nói đói lắm á, thầy trò mình ra một chiếc xe, xe cốt kích mình đẩy đi, bà cốt cho bà đi trước, bà cầm cờ, bà lắc chuông, rồi mình đi sau cứ vậy, cứ bán ly học é 3 đồng thôi, học é bủ trôm. Sao bác? Mở thứ tự do bác gì cô? Tự nhiên mà có ai ăn không? Thì người Việt mình ăn. Biết không? Nhưng... Ăn chứ, nói chứ ăn chứ. Rồi mình nhưng mà có cái là khác các cái vụ mà ra chợ, sợ các cái chợ họ sợ bán, họ mua của họ, họ cũng cho thôi. Chỉ có mình đẩy đi đường á. Đó, mình đẩy đi hoài hoài, đẩy đi hoài được. Mấy mé nào bán rồi đây nó đi vòng vòng đó. Ừ. Đó ở. Có chiếc xe lắc đó. Rồi bánh mì thôi thì mình mua 1 đồng 2 ổ. 3 ổ. 1 đồng 2 thôi. Mình đừng có tính 3 ổ nhỏ, 2 ổ bự. Mình dồn vô bên kia bán lại 3 đồng ổ, đừng 5 đồng, 3 đồng thôi. Mà mình cũng có lợi 1 đồng rồi. Trời ơi, cái bữa đi chùa Việt Nam á, là thầy biết nhiêu ổ không? 5 đồng rồi. Mới qua là con như nó 6 đồng hay là 10 đồng nữa con, nó thôi nghĩ ăn 10 đồng ổ mì 200 mấy chục ngàn mà trong kia nó còn mình nói 3 đồng thôi, ba dọn mì này vô nè, để miếng chả lụa vô nữa này, chả lụa chai vô, thêm 2-3 cọng rồi rí vô, miếng dưa leo, miếng... Mình cúng hay là mình ăn? Mình ăn cái đó cũng cái... Cúng là cúng 20 hộp á, gửi cúng. Nếu như vậy, lát đó này cho con miếng về nhà, con ăn cái bánh mì, chiều khỏi qua ăn cơm. Nhà có bánh mì. Rồi giờ mặc là đủ tiếp nha. Đây nè, cô nhóm đường nè, cầm nè, uống đây nè. Uống này do tôi bảo đảm tối nay khỏi sợ đường lên xuống gì hết trơn á. Nè, nó cát cái loại rau, loại củ, đồ trộn đó, uống coi. Một ngày cô chịu khó qua đây uống 2 lần vậy thôi. Mà khỏi cần sợ đường, sợ đúng gì hết trơn, tôi bảo đảm 100%. Tôi uống rồi bác sĩ đó, thấy chưa? Không, để chút nữa. Đâu? Rồi bây giờ tôi lấy túi cái là bỏ cho bịch ha. Ngày mai các bạn ngồi chẳng hãng chị hê bà làm đã không? Mỗi này là mấy sáng rồi lát nó phải đi con mén này. Đâu có thì nói thôi, ngồi đi ngồi làm đi. Cái đó xong rồi là cái đi rửa. Rửa cho nó sạch một nước ha. Khi cho nó ráo ra các đầu thải muối, thải đường vô. Ngâm một đêm đi, sáng mai dắt khô hết rồi tôi mới làm mắm thái cho bà coi. Dạ. Làm mắm thái cho bà khốn không? Có chứ, phải có nó mới ra chứ, nó mới ngon chứ. Khốn mà có rim nữa hả? Ừ. Có chứ, gọi là, miền Nam gọi là sơn. Sơn á. Ừ. Hỏi mắm tép luôn, làm kiểu mắm tép thì cũng sơn nè, mà sơn không tới. Còn món thái là phải sinh tới luôn á, thì nó kẹo như là mứt luôn á, nó mới làm món thái. Phải có củ riền nữa, có 2-3 bịch củ riền đi kiếm cái nằm ở đâu. Rồi, bây giờ để tôi lấy bịch, vô bịch. Rồi con đứng nhiều phụ cái nữa đi cô, ra hai người làm nó dễ hơn tôi. Đây, để làm cho bịch này nè. Đi về, hết giờ luôn á, tôi vô đó là hết giờ luôn á. Có nhà mà. Có nghiêm lại chưa? Ủa chưa để thính cho không?
Đó để tôi bỏ cho thùng ta. Bao nhiêu hộp rồi? Đủ rồi thầy. Còn nhiêu lấy hả? 20. Còn nhiêu bì này nữa hả? Dư rồi. Còn lại dư 22 hộp rồi. 2, 4, 6, 8, 10. Đưa hộp cho thầy. Tính luôn một lần mấy hộp vậy đó? À thầy bỏ vô hả? Ừ. Tới là thầy nếu dư vậy là trừ lại 12 hộp. Để lại. Con đang nhẹ rồi. Từ không chứ nên không. Đừng. Con đi về. Không sao, con gấp gì. Nói 3 giờ đi trước, 3 giờ con về cũng được. Muốn về trước cũng yên tâm. Nó coi con nó đi vàng, nó làm để như mình coi con mình là tức vậy. Con mình cũng quý vậy mà. Chứng đợi bé 20 đúng không? 22 hộp. 22 bỏ lại đây hả? Đó là bữa đó mới quên đi giới vụ này nha. Đó là tôi sao tất kiểu cái vụ này đó nha. Để còn khó nữa chứ không? Linh Tế. Linh Tế. Là cái này là hỏi như tay không thầy? Ừ. Hả luôn chưa cô? Dạ hết rồi. Còn 2 hộp nữa. 2 hộp để đi em dưới. Đó thì bỏ đi đi cho tôi nghe bé chi. Bấy lại hộp ấy. Để cô lại cho lấy hộp đi. Để nó hộp đấy rồi ăn luôn đi. Ý là con nói đủ 2 hộp mà 2 hộp để lại. Ăn nhà cho chùa mình ăn nữa. Ừ. Đúng không nghe mà thiếu nghe là 19 hộp là bữa đó tôi la làng đó nghe. Tiếp kỹ cho tôi không? Bảo đảm, 100% con làm ăn dư chứ không bao giờ có thiếu. Tại giờ khi thiếu thì thiếu rau mình cải đó. Rồi tôi uống này rồi. Ra, rồi không có văn. Rồi văn túi ra, xé mì ra. Con văn rồi bây giờ giúp lại đi. Cái này là để tặng cho Phật tử đi lại dự lễ ở đất thôi không? Này mình nào không có thời gian làm chứ không phải mình tiết hà tiện. Để cho bữa ai là dự lễ biếu cho ngưỡng miếng vậy đó. Nhiều thầy. Vậy được rồi đó. Nhiều cũng là nhiều lắm. Nó ăn lấy dị lấy lọc mà. Không có buôn bán cho nó biếu chứ buôn bán cho Phật tử. Các nơi người ta cho, ủng hộ tiền cho mình làm lễ rồi mình làm biếu lại cho người không là hỏng. Đi dự lễ là mừng rồi. Bây giờ đó là cúng trai tăng 20 vị nè. Mới lo nè. Cô cứu. Tại vì cô cũng không có tiền. Hiểu tâm trạng của cô. 20 vị. Hai trung bình 200 một vị là nhiêu cô? Một vị 200 đồng. Nè. 4 ngàn. Vị 200 đồng.